Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, truyền thông Mỹ vừa đưa tin Israel đã cử lực lượng biệt kích bí mật thâm nhập sâu vào Liban để thực hiện các nhiệm vụ tình báo nhạy cảm. Theo báo The New York Times, kể từ khi cuộc chiến Liban lần thứ hai kết thúc vào năm 2006, Israel đã bắt tay vào việc xây dựng một bộ máy tình báo đáng gờm thâm nhập sâu vào tổ chức vũ trang Hồi giáo Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại nước láng giềng. Các quan chức tiết lộ với báo chí Mỹ rằng sự sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ táo bạo của đội ngũ điệp viên và biệt kích Israel đã giúp nước này tạo nên sự khác biệt so với các cơ quan tình báo của những quốc gia khác. Cũng theo các nguồn thạo tin, việc đơn vị tình báo 8200 của lực lượng phòng vệ Israel hướng trọng tâm vào Hezbollah có thể đã giúp lực lượng này thu thập được những thông tin giá trị và truyền chúng cho Mỹ, dẫn đến cuộc không kích hạ sát tướng Qasem Soleimani, chỉ huy đơn vị tinh nhuệ Quds của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tại Iraq vào tháng 1 năm 2020. Giới chức Mỹ và Israel hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên. Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố đã bắn chặn thành công loạt tên lửa do Hezbollah phóng từ Liban vào lãnh thổ nước này vào sáng ngày 29 tháng 9. Báo Times of Israel trích dẫn thông cáo của lực lượng phòng vệ Israel cho hay 8 quả tên lửa từ bên kia biên giới đã bay về thành phố Tiberias, miền bắc nước này, khiến nhà chức trách địa phương phải phát cảnh báo không kích tại đây, cũng như một số thị trấn khác ven biển Galilee. Theo lực lượng phòng vệ Israel, hệ thống phòng không của Israel đã bắn chặn một số tên lửa thù địch, trong khi số tên lửa còn lại rơi xuống các vùng đất trống và không gây ra thương vong. Thông tin cập nhật cho biết, tiếng còi báo động đang vang rền ở các khu vực Se-Elysee và Yesud Yama Ala thuộc vùng Galilee, cảnh báo về các tên lửa phóng từ Liban. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết về sự cố. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa tuyên bố các lực lượng nước này đang đáp trả loạt tên lửa do nhóm nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen phóng từ khu vực Biển Đỏ. Trả lời phỏng vấn phóng viên về các vụ tấn công của Houthi vào ngày 28 tháng 9, ông Biden cho biết, chúng tôi đang đối phó. Theo hãng tin CNN, Hải quân Mỹ đã bắn chặn thành công các tên lửa do Houthi phóng vào 3 tàu chiến của nước này ở Biển Đỏ khi các chiến hạm đang di chuyển về phía Bắc qua eo biển Bab el-Mandeb. Trước câu hỏi liệu chiến dịch tấn công trên bộ của Israel và Liban có phải là điều không thể tránh khỏi hay không, lãnh đạo Nhà Trắng cho rằng đã đến lúc các bên liên quan cần ngừng bắn. Trong một diễn biến khác, hãng tin NBC trích dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ Lầu Năm Góc đang cân nhắc các phương án tăng cường lực lượng ở khu vực Trung Đông vì lo ngại Iran hoặc phong trào vũ trang Hezbollah ở Liban có thể đáp trả vụ Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah hôm 27 tháng 9. Theo các nguồn tin, nhiều phương án tăng quân khác nhau đã được trình lên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, và ông Austin sau đó đã thảo luận chúng với Tổng thống Biden cũng như các quan chức an ninh quốc gia. Tuy nhiên, nhà chức trách hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định cuối cùng nào. Mỹ hiện đang duy trì khoảng 40.000 binh sĩ đồn trú tại khu vực Trung Đông. Trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực leo thang, Lầu Năm Góc đã xem xét tăng cường phòng không cho quân đội Mỹ trong khu vực. Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo nước này sẽ tấn công kẻ thù ở bất kỳ khoảng cách nào, người đồng cấp phía Mỹ đã cho phép quân đội tăng cường sự hiện diện ở Trung Đông với các khả năng hỗ trợ phòng thủ của không quân và đặt các lực lượng khác vào trạng thái sẵn sàng cao hơn. Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 29 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, thông điệp của nước này rất rõ ràng, đó là đối với Israel, không nơi nào là quá xa. Theo hãng tin Reuters, lời cảnh báo của Bộ trưởng Quốc phòng Israel được đưa ra sau khi quân đội nước này tấn công các mục tiêu của phong trào Houthi ở Yemen cách Israel khoảng 2.000 km. Cùng ngày, quân đội Israel còn tấn công khoảng 120 mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban và sâu bên trong lãnh thổ nước này. Các mục tiêu bao gồm cơ sở hạ tầng của Hezbollah và trụ sở quan trọng được các đơn vị khác của Hezbollah sử dụng. Về phía Mỹ, ngày 29 tháng 9, Lầu Năm Góc cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã cho phép quân đội nước này tăng cường sự hiện diện ở Trung Đông với các khả năng hỗ trợ phòng thủ của không quân và đặt các lực lượng khác vào trạng thái sẵn sàng cao hơn. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Không quân Patrick Ryder ra tuyên bố nêu rõ, Bộ trưởng Austin đã tăng cường khả năng sẵn sàng triển khai thêm các lực lượng Mỹ, nâng cao khả năng ứng phó với nhiều tình huống bất ngờ. Theo tướng Ryder, Mỹ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người Mỹ nếu Iran, các đối tác hoặc các lực lượng thân Iran lợi dụng thời điểm này để nhắm vào quân nhân hoặc lợi ích của Mỹ trong khu vực.
Tuyên bố của người phát ngôn Lầu Năm Góc được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 24 tháng 9 đã cảnh báo nguy cơ chiến tranh tổng lực ở Trung Đông và kêu gọi các nhà lãnh đạo tìm giải pháp ngoại giao ở cả Liban và Gaza. Cuộc giao tranh tổng lực này với Hezbollah hoặc Iran, theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby ngày 29 tháng 9, sẽ không thể giúp Israel đưa người dân ở miền Bắc nước này trở về nhà an toàn. Ông Kirby cũng tiết lộ Mỹ đang tiếp tục đàm phán với Israel về những bước đi đúng đắn tiếp theo ở Liban, đồng thời nói rằng Mỹ phải chuẩn bị cho khả năng Iran trả đũa Israel vì các cuộc không kích vào Hezbollah. Israel đã tấn công thêm nhiều mục tiêu ở Liban trong ngày 29 tháng 9, sau khi thả bom vào tận trụ sở Hezbollah để loại bỏ nhà lãnh đạo Syed Hassan Nasrallah. Israel cho biết mục tiêu của họ là đảm bảo các khu vực phía bắc của nước này được an toàn để hàng ngàn cư dân có thể trở về sau thời gian phải sơ tán vì hỏa lực của Hezbollah. Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói rằng một cuộc chiến tổng lực với Hezbollah chắc chắn với cả Iran không phải cách để làm được điều đó nếu muốn đưa người dân trở về nhà an toàn và lâu dài. Chúng tôi tin rằng ngoại giao là con đường đúng đắn. Mỹ là đồng minh lâu năm và là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Israel. Ông Kirby cho biết thêm, Mỹ đang theo dõi xem Hezbollah làm gì để cố gắng lấp vào khoảng trống lãnh đạo của họ và tiếp tục trao đổi với Israel về những bước đi đúng đắn tiếp theo. Bộ Y tế Liban cho biết hơn 1.000 người đã thiệt mạng và 6.000 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào nước này trong 2 tuần qua. Chính phủ Liban cho biết khoảng 1 triệu người, tương đương 1/5 dân số đã phải đi sơ tán. Ngày 29 tháng 9, Iran tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh của mình, nhưng không nêu cụ thể bằng cách nào. Nước này cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về hành động của Israel. Ông Kirby nói, chúng tôi đã thấy những lời hùng hồn từ Tehran. Chúng tôi sẽ theo dõi và xem họ làm gì. Quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt một quan chức cấp cao khác của Hezbollah, Nabil Kauk, người từng giữ chức vụ trong Hội đồng Trung ương của nhóm. Sự việc xảy ra sau khi Tây Jerusalem gần đây đã hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và tuyên bố đã tiêu diệt hầu hết các nhà lãnh đạo quân sự của tổ chức này. Trong một tuyên bố vào ngày 29 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết một cuộc không kích vào ngày hôm trước đã tấn công và sát hại kẻ khủng bố Kauk, người cũng chỉ huy đơn vị an ninh phòng ngừa của Hezbollah. IDF cho biết, ông Kauk được coi là gần với cấp cao nhất của Hezbollah và trực tiếp tham gia vào việc thúc đẩy các hành động khủng bố chống lại nhà nước Israel và công dân của nước này, ngay cả trong những ngày gần đây. IDF nói thêm rằng, quan chức Hezbollah này đã gia nhập nhóm vào những năm 1980 và giữ một số chức vụ điều hành ở miền nam Liban. Tuyên bố nói thêm, IDF tiếp tục tấn công và tiêu diệt các chỉ huy của tổ chức khủng bố Hezbollah và hành động chống lại bất kỳ ai đe dọa công dân của nhà nước Israel. Hezbollah vẫn chưa bình luận về tuyên bố của Israel. Trước đó, hôm 28 tháng 9, Israel đã thực hiện một cuộc không kích vào một khu phức hợp của Hezbollah ở Beirut, hạ sát ông Nasrallah, nhân vật là kẻ thù không đội trời chung của nhà nước Do Thái trong nhiều thập kỷ. Các quan chức ở Tây Jerusalem cũng cho biết hơn chục nhân vật quân sự cấp cao của Hezbollah đã bị tiêu diệt trong những tuần gần đây. Trong khi đó, ABC News đưa tin vào cuối tuần, trích dẫn các quan chức Mỹ rằng Israel có thể sớm tiến hành một cuộc xâm nhập rất hạn chế vào miền nam Liban. Mặc dù hãng tin này không cung cấp thông tin chi tiết về khung thời gian hoặc mục tiêu chính xác của hoạt động trên, nhưng khu vực này thường được Hezbollah sử dụng để phóng tên lửa qua biên giới và được coi là trung tâm cho các hoạt động quân sự khác của nhóm. Thủ tướng Israel coi vụ giết hại thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah là lời cảnh báo cho cả Iran và Trung Đông nói chung. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cảnh báo các đối thủ và kẻ thù trong khu vực trong bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 28 tháng 9 rằng vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tại Liban của Israel cho thấy không có địa điểm nào ở Trung Đông nằm ngoài tầm với của Israel. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã sát hại thủ lĩnh của nhóm Hezbollah trong vụ đánh bom một khu liên hợp ngầm ở Beirut. Hezbollah đã xác nhận sự ra đi của Nasrallah vào ngày 28 tháng 9. Ông Netanyahu cảnh báo Iran gọi nước này là chế độ của các giáo sĩ rằng Israel sẽ trả đũa bất kỳ quốc gia nào đe dọa tới nước này. Những kẻ tấn công chúng tôi sẽ tấn công chúng. Không có nơi nào ở Iran hay Trung Đông nằm ngoài tầm với của cánh tay dài của Israel, và hôm nay bạn biết điều đó đúng như thế nào. Ông Netanyahu cho biết, việc sát hại Nasrallah là một thông điệp bổ sung gửi đến Hamas.
Ông tuyên bố, càng nhiều thủ lĩnh chính trị của Hamas, Yahya Sinwar nhận ra rằng Hezbollah không còn đến cứu ông ta nữa, thì cơ hội để các con tin của chúng ta trở về càng lớn. Ông Netanyahu tiếp tục cảnh báo người Israel rằng những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn. Chúng ta sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong những ngày tới và sẽ vượt qua chúng. Ông nói, đồng thời mô tả giai đoạn này là bước ngoặt lịch sử. Theo nguồn tin từ ABC News, IDF có thể đang lên kế hoạch cho một chiến dịch trên bộ chống lại Hezbollah ở Liban. Gần đây, Hezbollah và Israel đã tham gia vào các cuộc tấn công xuyên biên giới ngày càng thường xuyên, làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas nổ ra vào tháng 10 năm ngoái. Căng thẳng gia tăng vào đầu tháng 9 khi hàng nghìn máy nhắn tin và radio cầm tay phát nổ trên khắp Liban, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Liên Hợp Quốc lên án các vụ nổ thiết bị điện tử là không thể chấp nhận được, với người đứng đầu tổ chức nhân quyền Volkertalk kêu gọi một cuộc điều tra toàn diện. Trong khi Israel không xác nhận hay phủ nhận sự liên quan của mình, cuộc tấn công bí mật này được cho là do tình báo Israel thực hiện.